Quang Đậu xin chào mọi người. Hôm nay Quang Đậu sẽ đưa các bạn đi một vòng của thành phố Phan Thiết trong những ngày đại dịch thế giới là Corona hoành hành. Thì hôm nay mình cùng với các bạn để ra cái đường phố giao lộ từ Văn Tư nối dài và cung đường Trần Hưng Đạo xem như thế nào trong cái sự sinh hoạt của dân dã Phan Thiết. Đây là cái vòng xuyến đường nối dài từ Văn Tư và cung đường của Trần Hưng Đạo đó các bạn. Hình như trong những ngày này thì sự sinh hoạt nó không bình thường. Hầu hết là mọi người là ít ra ngoài. Đây là cây xăng của thành phố Phan Thiết. Thường thường là Vina xin taxi là hay đổ xăng ngay đây vào buổi sáng. Vẫn là trên trục lộ của đường Trần Hưng Đạo nối dài từ Nam đến phía Bắc. Và đây là trường tiểu học Phú Thủy. Ở đây cũng vắng vẻ, các em học sinh cũng được nghỉ. Và mình với các bạn chúng ta cùng đi chích về là hướng Nam. Cung đường này sẽ chạy đến tượng đài chiến thắng, khu vực của là siêu thị Co-op-Mart. Mình sẽ vòng qua cái vòng xuyến tượng đài chiến thắng của thành phố Phan Thiết. Giờ này cũng khoảng 7-8 giờ sáng các bạn. Các bạn thấy đi ra đường vẫn đeo khẩu trang nha. Hai cậu nhỏ này nghiêm chỉnh chấp hành phòng bệnh hơn chữa bệnh. Những nhánh rẽ này thì chúng ta sẽ đi qua lại đường Trần Hưng Đạo và sẽ đi đến cầu Trần Hưng Đạo, sẽ đến cầu Trần Hưng Đạo. Đây là hướng Nam, hướng về cầu Trần Hưng Đạo đó các bạn. Ngã rẽ ngã ba ông Trần Hưng Đạo sẽ về nhà thiếu nhi cũ hồi trước. Còn đây là cầu Trần Hưng Đạo, chúng ta nhìn về phía cảng các bạn, cảng cồn cá đó. Nhà sĩ Vĩnh Lộc là ở dưới cảng cồn cá đó các bạn. Qua phía cầu giữa, hướng về phía cầu giữa ta thấy có cái tháp nước. Đây ngã tư xuống chỗ cảng Cồn Chà đó các bạn. Và bây giờ mình với các bạn đi thẳng về hướng Nam. Mình sẽ ghi lại những hình ảnh cho các bạn xem thử trong những ngày dịch Corona ở thành phố Phan Thiết có cái sự sinh hoạt như thế nào. Đó là ngân hàng Ribang. Có một số người dân thì họ quen đeo khẩu trang, nhưng mà có một số người ta không quen đeo khẩu trang. Đó là trường học Anh ngữ của thành phố Phan Thiết của mình mới. Đối diện đây thì có một cái quán là bánh hỏi lòng heo của Phan Thiết mà mọi người cũng hay đến đây ăn sáng.
Nhưng mà tin chắc rằng là sáng hôm nay, trong những ngày đại dịch corona thì cái quán này thì ít, cũng ít người. Chứ mấy hôm mà chưa có cái đại dịch này thì mình đến đây là thật là đông. Mình cùng với các bạn để ghé vào cái quán Khánh Hỏi là em. Có quý gì lát nữa chan mắm em vô nhà mấy bữa đó, hình như không có chan lạc nhất à. Em thấy bàn tay của cô này bán đẹp không, quá trời đẹp luôn. Đó, các bạn thấy không? Lòng heo là nóng nóng hổi luôn á. Đó, nóng này đó, nóng hổi này này nè, đó đem bóng tối này đó. Có gì ghé lại chỗ quán cô thể nha. Rồi cô thể Mỹ thể, Mỹ thể. À, Mỹ thể ở số mấy trường? À, Trần Đạo 531. À, 531 có cô thể giờ em Tư nó bán giỏi lắm, thấy nó có bàn tay múc cháo rất là dễ thương. Đó. Em ba bị cháo là không ba. Chờ có anh xong nè. Các em nữ heo quyết nhiều quá, quyết nhiều quyết lớn nữa lại tại vì con ăn uống mày á. Chú hãy nói số mấy gì? Số mấy 531 đường Trần Đạo. Cảm ơn nhiều nha. Chào cô Thảo nha. À quên chứ, tôi gì quên đó. Cô Thể, cô Bảy Thể. Ở bữa nay anh Hiếu anh có ra hả? Hả? À, rồi. Bây giờ mua xong rồi, bây giờ mình cùng các bạn là trở về lại. Hôm nay thì nói chung là hai ngày nay là trời là rất buồn, không có nắng nha các bạn. Đó, trời âm u, buồn ơi là buồn. Điện máy xanh thì cũng vắng vẻ các bạn. Điện máy xanh trên cái con đường này là hai chỗ nó đều vắng vẻ. Ở đây là về phía nam, đến trường Đức Thắng Hai. Ông Cai này là đến xem cửa ngõ của nhà trường, kiểm tra lại buổi sáng. Trong những cái ngày mà học trò nghỉ học, anh này có nhiệm vụ là đến thăm trường. Trường Đức Thắng này thì mới xây lại đó các bạn. Hồi trước là cũng trường cũng cũ kỹ nè, để sau này là nhà trường xây lại thì thấy khang trang hơn. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn là trở về lại phía Bắc và mình quay lại đó nhìn xa thì thấy cảng Cồn Trà. Đây là cảng của Phan Thiết đó các bạn. Nước thủy triều rút rồi cho nên là chúng ta thấy là nước nó rất cạn. Thuyền thì họ về đây là họ tá túc ở đây, họ neo ở đây. Mặc dù sinh hoạt bình thường nhưng mà nó cũng hơi vắng vẻ so với những cái ngày đại chiến của corona thế giới. Thật ra này đúng giờ này thì những thời gian trước thì đường xá rất đông người đi qua đi lại. Giờ này giờ sinh hoạt của các người dân đi rất tấp nập. Mình xem thử ở cái những cái quầy quán của cái vòng xuyến chỗ tượng đài chiến thắng này họ sinh hoạt ra sao. Thì mình thấy có những cái quán cà phê, mà quán cà phê vỉa hè thì nói chung có sự đồng đều.
Các bạn thấy là trong quán thì cũng có người uống cà phê sáng nhưng mà nó lưa thưa. Những hôm trước rất đông các bạn, những quán này là rất đông. Cho nên là cái dịch corona này nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm các bạn, ở trong sự sinh hoạt của dân dã, không phải riêng ở cái Bình Thuận Phan Thiết này mà nhưng mà hầu hết ở các nơi trên toàn thế giới. Ngay cây xăng số 6 này thì cái cô này bán bánh ướt đó các bạn, đó bánh ướt mắm nêm, bánh ướt mắm ngọt thì vô tư. Góc này là hồi những ngày trước buôn bán ở đây rất là đông đảo người. Nhưng mà hôm nay các bạn thấy cũng vắng, rất vắng. Xe buýt thì hầu hết là coi như khách cũng ít đi. Đây là quầy bánh bò của bà gì ông sợ quay phim. Cái quán cà phê ở vỉa hè ngay chỗ siêu thị này thì cũng đông lắm, nhưng mà hôm nay thì cũng vắng khách đó các bạn, vắng thật là vắng, lưa thưa, rất là lưa thưa. Đây là cái điện máy xanh thứ hai trên cái trục đường Trần Hưng Đạo này các bạn. Cũng vắng vẻ chứ. Những lúc mình đi ngang qua đây trời ơi xe quá trời luôn. Hôm nay là rất là vắng. Cái này là chỉ là xe của công nhân viên thôi. Mình sẽ cùng các bạn xem thử cái quán cà phê Tiến Sư này có đông người không. Theo quán cà phê này thì cũng được đông khách. Quán cà phê này thì trước là mình cũng hay đi đến quán cà phê này. Nhưng mà trước kia còn được, sau khi mình làm nhà nghỉ thì mình ít đi quán xá, tại rất là bận biểu không thể nào đi được. Đó. Quán cà phê Tiến Sư này vẫn đông, vẫn đông đó các bạn. Mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Cho quê tôi hạnh phúc yên bình, cho quê tôi hạnh phúc yên bình.